nhé thì thời gian vừa rồi thì cũng có khá là nhiều cái điều bất cập khi mà mình làm có thể đồ án cũng như là support cho các bạn thì chia sẻ một chút là trong năm 2022 thì mình cũng đã làm khá là nhiều cái đồ án cho các bạn nhưng mà trong quá trình đấy thì cũng sẽ có những cái lúc mà mình không thể support kịp hoặc là mình bận công việc nên là mình không thể check ebook ngay được sau khi mà các bạn nhắn tin thì thông thường những lúc như vậy thì mình sẽ phải à tối về mình sẽ check tin nhắn và support hoặc là mình sẽ gom lại vào một cuối tuần mình sẽ support một thể Đấy. <laughs> nên là nhận cái việc là nhiều lúc là có thể sẽ miss đi những cái cái yêu cầu mới đi những cái mà cần gấp của các bạn nên là dẫn tới việc là support nó sẽ nên khó khăn và nó sẽ lâu hơn nên là thời gian vừa qua thì mình cũng đã update lại cái hệ thống trên website của mình hiện tại thì trên website nó cũng chưa được hoàn hoàn chỉnh cho lắm nhưng mà mình cảm thấy là nó có thể đưa vào sử dụng để có thể giải quyết được một số bài toán một số vấn đề mà trong quá trình support đồ án mình đã gặp phải trong những năm vừa qua và thứ hai nữa là để cho các bạn thấy được là một sự chuyên nghiệp trong quá trình làm thay đồ án support đồ án bởi vì sao bởi vì thì trong quá trình mình làm đồ án ấy, thì có những cái câu hỏi mà các bạn hỏi mình thì ở ừ, các bạn hỏi thì mình sẽ trả lời nhưng mà câu hỏi đấy có thể là câu trả lời đấy có thể là nó sẽ giúp ích cho nhiều người chứ không phải là một người đấy bởi vì sao là như vậy bởi vì uh, cái vấn đề support đồ án ấy, là mình có thể hướng dẫn các bạn cách trả lời cũng như là các định hướng cho các bạn các câu hỏi mà giáo viên giáo viên người ta hay hỏi. Nhưng mà không phải là giáo viên nào cũng sẽ hỏi giáo viên nào người ta cũng hỏi như vậy. Nó sẽ nó sẽ tùy thuộc vào giáo viên nên là mình uh, xây dựng cái hệ thống này là để à để tổng hợp tất cả những cái câu hỏi mà giáo viên có hỏi cho có hỏi lại sinh viên ấy, thì mình cũng sẽ nốt lại và trả lời lại cũng như là, là sẽ có những cái checklist tổng hợp những câu hỏi để cho các bạn có thể lên tham khảo review Đấy, cách trả lời cũng như là à, nếu mà các mình gặp mình rơi vào những tình huống như thế thì mình sẽ trả lời như thế nào Đấy. thế đây thì mình sẽ review qua <laughs> đầu tiên là khi mà các bạn có mua một cái đồ án của mình thì mình sẽ mình sẽ gửi mail vì sao mình sẽ gửi mail bởi vì à, thông thường các bạn mua đồ án mà các bạn bỏ tiền ra 500 1 triệu 2 3 triệu 4, 3, 4 triệu hay là 5, 6 triệu gì đấy thì các bạn cũng sẽ cảm thấy không tin tưởng hoặc là các bạn sợ rủi ro này này nọ kia rồi không có bằng chứng hay mà cái gì đấy cả khi mà cái người người bán người ta bùng hoặc là kiểu hiện tại bây giờ thì ở các group thì sự cam cũng khá là nhiều đấy. nên là ở đây mình sẽ chuẩn hóa nó thành gì à mình sẽ chuẩn hóa nó thành khi mà các bạn mua đồ án của bên mình có cọc hay chưa có cọc thì mình sẽ có những cái gửi những cái email để à, để xác thực là à, bạn đã mua của bên tôi và ví dụ có vấn đề gì thì các bạn có thể lấy đấy làm một cái bằng chứng cụ thể gì đấy chẳng hạn thì ví dụ khi mà các bạn mua một cái đồ án của bên mình thì mình sẽ có một cái luồng gửi mail cho các bạn ví dụ là đề tài website nào, thuần đấy đã khá là như, như thế và nó sẽ là của một cái user nào đấy chẳng hạn ra đây ví dụ như mình đang để làm một triệu và ví dụ như bạn cọc ba ba phần là 300.000 nghìn đi đấy bắt từ bắt đầu từ hôm nay ví thanh toán các hôm nay các bạn thanh toán luôn hôm sau thanh toán luôn chẳng hạn đấy tiến độ đây ví dụ như mình đang làm là mới là hai phần đấy và ở đây cái mô tả mô tả ở đây là có đơn giản Đấy các bạn có hướng dẫn và ở trong này mình sẽ chia lý ra những cái cụ thể làm à các tính năng đồ án là gì thì mình sẽ chia liệt ra admin như thế nào user như thế nào vân vân đấy. đấy và nó sẽ có ảnh thôi tạm thời mình sẽ tạo ảnh vậy là khi mà các bạn khi mà mình uh, có tạo một cái đồ án khi các bạn đã chốt các bạn mua rồi mình sẽ tạo một cái đồ án như này thì gì hệ thống nó sẽ gửi về mail cho các bạn hệ thống nó sẽ gửi về mail cho các bạn cái mail mà các bạn đăng ký tài khoản với mình nhé đây mình sẽ gửi về cái thông tin đây thì gửi thông tin các đồ án về mail cho các bạn để làm sao à để các bạn cũng có được cái thông tin à tôi đã mua cái đồ án của bên 123 code net thì là giá như nào và tôi đã cọc uh, bao nhiêu tiền đấy và còn lại bao nhiêu tiền đấy đấy thì khi mà các bạn đã được khởi tạo như thế thì các bạn chỉ cần login vào các bạn chỉ cần login log vào cái phần hệ thống thôi. các bạn login vào hệ thống thì các bạn sẽ có được cái những cái gì đầu tiên là các bạn cập nhật lại cái thông tin của mình các bạn chú ý là khi các bạn đăng ký tài khoản thì đăng ký tài khoản nào mà cái email nào mà nó tồn tại nhé để có thể nhận được mail nhé đây thì khi mà các bạn đã có được cái đồ án mà mình đã xét thì các bạn sẽ gì sẽ tạo ra những cái câu hỏi để mình sẽ support cho các bạn ví dụ như ở đây này, các bạn thấy là khi mà hướng dẫn ở đây mình sẽ có một cái thông tin đây <laughs> đây là cái đoạn này chẳng hạn đây thì nó sẽ có thông tin chi tiết ở đây và gì và ở đây các bạn sẽ có đặt câu hỏi là mình không biết cài như thế nào Như đây là các bạn có thể diễn giải nó dài hơn là mình cài mà cứ bị lỗi hay một cái gì đấy sau này ở đây sau này mình sẽ phát triển cho các bạn có thể upload được ảnh những ảnh hay là những cái thông tin gì đấy để có thể mình có thể nắm được hướng dẫn mình với Đấy, và ở đây các bạn sẽ phải xét vào cái đồ án của các bạn tức là chỉ những người mua đồ án của mình mới được tạo những cái câu hỏi này thôi đấy thì các bạn sẽ chọn vào đây đấy, khi mà các bạn đã tạo xong khi mà bạn ở trạng thái khởi tạo này thì các bạn cũng có thể sửa hoặc xóa thì khi mà các bạn tạo xong thì hệ thống sẽ gửi về mail cho mình để mình nắm được là à, có một bạn đang cần được yêu cầu đấy thì mình sẽ biết được là mình cũng sẽ biết được là à, ai đang còn cần được tư vấn ai đang còn có những câu hỏi thì mình sẽ check mình sẽ lên hệ thống mình check đây, mình sẽ lên hệ thống mình check à ở đây thì khi mà mình đã tiếp nhận được thông tin thì mình sẽ chuyển đổi trạng thái nó về là trạng thái là mình đã tiếp nhận và khi mà hệ thống mình đã tiếp nhận rồi thì các bạn cũng sẽ không thể à, không thể edit lại được nữa đấy. đấy các bạn hệ thống các bạn đã ở trạng thái mình đã tiếp nhận rồi thì mình sẽ xử lý và trả lời câu hỏi sớm nhất cho các bạn Đấy. mình sẽ ví dụ như ở đây mình sẽ là à, đây đây là hướng dẫn hay một cái gì ở đây thì mình có thể là ngắn thì mình sẽ comment ở đây ngay luôn hay là mình sẽ tạo một cái bài viết và mình sẽ gắn link cho các bạn các bạn xem lại bài viết kèm video của đấy thì các bạn sẽ được support rất chỉ là chi tiết và à, thì những cái câu hỏi của các bạn có có thì các bạn có thể lốc lại được trên thông tin website và các bạn có thể lên đấy xem lại nếu mà các bạn bị quên đấy hoặc là người khác cũng thể xem lại được xem hướng dẫn bài viết tại đây đây chẳng hạn ở đây thì các bạn có thể chèn link ví dụ như mình, mình ở đây mình sẽ chèn một cái link là đấy đấy mình sẽ trả lời ở đây thì ở đây trong cái phần đây ở đây những cái câu hỏi support đây này đây mình sẽ có những cái chân ở đây thì ở đây thì admin nó sẽ trả lời ở chỗ này mình đang chưa sâu mình đang sâu sai Đấy, thì đây mình sẽ sâu lại đây cho các bạn thì đây mình sẽ chia ra những à chỉ cần một cái câu hỏi như này thôi nhưng mà mình sẽ trả lời được hết tất cả những cái thông tin của các bạn như là kèm ở đây mình sẽ kèm những cái bài viết hoặc là hướng dẫn cụ thể để có thể support được cho các bạn Đấy. đây từ sau các bạn bạn nào mà đã đăng ký và mua đoán của mình thì muốn cần hỏi hay support thì các bạn cứ lên đây các bạn check tạo những cái uh, câu hỏi thì mình sẽ check và mình sẽ rep lại Đấy.